Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Hôm nay là ngày 11 tháng Chạp rồi các bác, còn 19 ngày nữa. Và hôm nay thì quyết định là nhặt lá mai, cái cúc mai mini tự mình trồng, tự mình chăm. Và bữa giờ thì mang vào trong nhà các bác dưỡng, và bây giờ thì thật ra thì với cái kiến thức về cây cảnh thì cũng không có, cho nên là thôi thì cứ tự mày mò ngắt xem nó thế nào các bác nhé. Hôm nay là 11 tháng chạp đây các bác này, đủ nó như thế này các bác này. Hy vọng thì nó nở vào Tết. Cái cúc mai thì mình thấy là cái nụ nó khá là to các bác. Đây này, một cái vài số một số cái này. À này, cái nụ nó khá là to, đến cái lúc mà nó ra hoa thì cái nụ nó to lắm các bác. Còn này thế đang có nhỏ chút xíu à. Cứ nhặt này, gọi là nhặt đại đi các bác, nó có sao thì cũng chả sao, nhặt nhặt thôi. Còn 19 ngày nữa, hy vọng thì là trúng Tết. Có trúng Tết hay không thì mời các bác xem kênh của Nam TV các bác nha. Nếu như mà nó nở thì mình sẽ có cái thêm có một trải nghiệm, còn nếu mà không nở thì mình cũng thêm một cái trải nghiệm, và mình đánh dấu lại cái mốc, dần dần mình biết đâu nó sẽ thành nghệ nhân trồng mai thì tự của mình mà, đúng không? Của mình thì mình cứ cứ chơi thôi, cứ hái, cứ à, cứ chơi, cứ cứ thử nghiệm các bác, không phải mua bán, đúng không? Không phải mua bán, không phải của chăm sóc của ai cả, cũng chẳng phải sợ nó tốn kém hay sợ nó mất mát gì, cứ mạnh dạn thôi. Hy vọng 20 ngày sẽ có kết quả tốt, và một cái những cái bông mai nó sẽ nở vào Tết Giáp Thìn 2024. Cái cúc mai này thì được cái là hoa nó to bác, đẹp lắm. Bác nào mà trồng mai thì các bác hay xem á, nhìn cái bông nó đã lắm các bác, như mâm xôi nó vàng rực cơ, mà nó ra những chùm 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 đã lắm. Nói chung là nó không có, nó thuận thiên thôi, nó ra được bông nào mình để bông đấy, chứ nếu như mà kiểu như kích hoa này khác thì nó cũng, nói chung là nó cũng cũng ấy đó các bác. Nó kích hoa là nó cũng nhiều hoa quá, mà cái chăm bón cái theo cái kiểu mà mình chăm bón theo cái kiểu phân thuốc thì mà nó nở nhiều á, thì người ta nói là nhiều quá không tốt. Tóm lại là nó vừa phải, và nó sức nó đến đâu thì mình chơi đến đấy thôi các bác. Đấy, rệp nhiều lắm, có rệp nên là có kiến nó tới này, nửa cây rồi các bác. Thế cái này thì chả biết là cái thế gì, gọi là thuế tùy thích, chơi kiểu như là ngẫu hứng thôi. Nhưng mà nói chung là cái cây này nó cũng được mấy năm rồi các bác, không phải là mua được năm nay, năm sang năm thứ tư rồi các bác, năm thứ ba thứ tư gì nhỉ, nhưng mà cũng lâu rồi đấy. Đại loại là mình thấy là cái để trồng một cây mai thì nó cũng đơn giản, để nó sống thì cũng đơn giản lắm. Cái quan trọng nhất là vẫn là giữ rồi dáng thế, rồi ra hoa nhiều hoa ít thì nó mới quan trọng, chứ còn thật ra thì trồng mai nó dễ, cây mai nó dễ sống lắm. Ủa, mất một cái hoa, cái nụ gãy một cái nụ. Cái lần đầu tiên thì trong đời mới đi có thời gian ngồi gọi là căn me rồi chăm sóc những cây mai tự của mình, gọi là đây là cái cảm giác thảnh thơi. Sao nó gãy vậy, nụ này. Đó, những cái nụ này thì chắc là tết là không kịp rồi này. Đây, nó nhỏ quá mà, đây nó nhỏ quá này. Những cái này thì chắc chắn là còn lâu lắm,
nhưng mà mấy cái hy vọng, mấy cái nụ lớn là nó nở trúng Tết, hy vọng thôi chứ còn không biết thế nào. Bởi vì thật ra thì với cái mai thì cứ đi hỏi nhiều người thì người ta bảo là tùy thuộc cái người có kinh nghiệm thôi các bác. Cái kinh nghiệm người ta nhìn cái nụ, người ta đoán được là cái nụ này tầm bao nhiêu thì nó nở, bao nhiêu thời gian thì nó nở thì người ta ngắt hoa, chứ còn thật ra nó không có công thức nào ngắt hết. Nhặt lá mai nó trở nên ra lộc và nó bắt đầu nó nụ, nó phát triển. Năm nay thì như em Nam đã làm một vài những cái video các bác về tình hình cái kinh tế nó khó khăn đó, thì có thể là cái thị trường cây cảnh nó cũng khó khăn các bác, bởi vì xuống chung rồi đúng không, dân mình tiền nó hiếm, nói chung là làm ăn nó khó khăn này, tiền nó ít, cho nên là cái việc mà mua sắm chơi bời thì nó hạn chế đúng không, thắt chặt mà chi tiêu mà. Thì chủ yếu là mình, ví dụ như mình thì mình chỉ có mua những cái cây, hoặc là mình chỉ có, ví dụ như cùng lắm thì chợ hoa cúc, còn không thì mình những cái cây mà như thế này thì mình có thể là tận dụng, mình chăm sóc lại, mình tự chơi thôi. Còn là cái cây to mà đắt tiền thì nói chung là sẽ nằm ngoài danh mục. Nằm ngoài danh mục. Thường thì dần dần bây giờ người ta sẽ đi chơi Tết là nhiều. Thì đi chơi đâu đó thì cái chuyện trưng Tết ở nhà thì cái nhu cầu cũng có thể là một cái xu hướng là nó sẽ không còn được như ngày xưa nữa. Và thật sự là một cái năm mình nghĩ là kinh tế sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, và đặc biệt là thị trường cây cảnh, cho nên cái việc mà kinh doanh buôn bán thì các bác cũng nên lường cái những cái. Bởi vì nhìn chung á, không những là cây cảnh mà tất cả những cái mặt hàng khác thì cái đồng tiền nó vào kinh tế nó ít đi thì cái nhu cầu và cái chi tiêu được thắt chặt. Và đương nhiên rồi, nếu như mà không có cái dự đoán được cái thị trường thì thực sự kinh doanh buôn bán thì đó là một trong những cái mà chúng ta gọi là, đúng không, thảm họa. Có nhiều năm thì mình chứng kiến cái cảnh chặt đào được người Bắc thì mang vào Tây Nguyên đó. Mai thì ở trong Tây Nguyên nhiều thì không nói rồi, nhưng mà đào thì ngoài Bắc đưa vào. Và cái ngày chiều 30 Tết thì mình chứng kiến cái cảnh là người ta chặt gốc đào đó. Chặt gốc đào đi và người ta không có để nữa, người ta không có để vào thuốc, nghĩa là người ta cũng không cho, người ta chặt đi thôi, chặt bỏ đi chứ người ta mang gốc và người ta trồng. Rồi xong rồi các bác, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Đấy, các bác theo dõi kênh của Nam TV, và nếu như đây là một cái cây mai mà mình vặt, mình căn cái nụ, căn cứ những cái nụ mình căn mà nó trúng, mà nó nở trúng Tết thì chắc chắn thôi, một cái sự may mắn, một cái niềm vui đón xuân có hoa mai vàng. Và đương nhiên là có thêm một cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng chăm sóc cây cảnh và quan sát. Và cái việc quan sát đó là mình quay lại cái video và mình nhìn thấy cái nụ của nó phát triển từng ngày, và hôm nay là ngày 11 tháng chạp, còn 19 ngày nữa là đúng mùng 1 Tết thì hy vọng nó sẽ nở trúng Tết. Cảm ơn các bác đã xem video nhé. Video nhặt lá mai, một cây cúc, mai cúc của em Nam. Kính chúc các bác một năm mới sức khỏe, đón một năm mới hả, chuẩn bị đón một năm mới sức khỏe vui vẻ. Và hy vọng thì các bác cũng có được nhiều những cái thứ mà chúng ta mong muốn được trong năm 2024. Còn em Nam thì công việc thời điểm này thì nó cũng đang hơi rảnh một tí, vì giáp Tết thì rất là bận, và đây là cái thời điểm mà cũng thảnh thơi nhất để rất là ngắn ngủi thôi, và để nhặt những cái lá mai vậy. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau nhé. Bye bye.